Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tới thăm Eco Park, nơi được biết đến là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Nó hội tụ hàng loạt các cái ưu điểm vượt trội về cảnh quan, về kiến trúc và cái lối quy hoạch rất là thông minh. Thì quý vị và các bạn có thể quan sát thấy ở trên màn hình, ngay từ cái lối vào của cái khu đô thị này thì người ta đã bị cuốn hút bởi cái màu xanh của cây cối và cái sự trong lành của không khí ở đây. Trong video này thì Minh Hải TV quay ở trong một buổi chiều sau cái cơn mưa phùn, cho nên là chắc hẳn sẽ có những cái chỗ mà hình ảnh nó sẽ bị hơi mờ, do là cái không khí nó vẫn còn những cái hạt nước nhỏ li ti. Và hình ảnh ở những cái nơi mà mặt nước ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ bị đục màu hơn bình thường. Do vậy là rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Thì quay trở lại với cái khu đô thị Eco Park này. Về vị trí của cái khu này thì nó nằm ở cái khu vực đông nam của thành phố Hà Nội, tức là ở bên bờ của sông Bắc Hưng Hải, giáp danh với lại Hưng Yên. Và nó cũng liền kề với làng nghề truyền thống là làng nghề Bát Tràng, và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 15 km. Như vậy là nếu mà di chuyển từ đây vào phía trung tâm Hà Nội thì chúng ta sẽ đi mất khoảng 20 phút cho đến 30 phút chạy xe. Từ đây thì cũng có thể kết nối với lại cầu Thanh Trì để đi đến đường Vành Đai 3 của Hà Nội, hoặc là đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy thì ra Vành Đai 2, hoặc là đi phía cầu Trương Dương, rồi quốc lộ số 5B, tức là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy, thì để đi ra ở các cái tỉnh ở phía đông của Hà Nội. Và từ khu đô thị này nó cũng cách cái quốc lộ 1A xuyên Bắc Nam khoảng 4 km. Toàn bộ cái quy hoạch tổng thể của Eco Park thì có diện tích gỡ vào khoảng trên 500 hecta. Cái diện tích này nó tương đương với lại diện tích của quận Hoàn Kiếm đấy. Và ở trong này thì nổi bật nhất là không gian cây xanh và mặt nước, với tổng cái diện tích lên tới khoảng 110 hecta. Như vậy là rất là lớn. Và đúng với cái tên khu đô thị xanh thì tỷ lệ cây xanh ở khu đô thị Eco Park này hiện nay là khoảng 125 cây xanh trên một đầu người. Như vậy là một cái tỷ lệ rất cao so với các cái khu đô thị hiện đại. Và nhờ cái diện tích xanh rộng lớn như vậy, Eco Park đã trở thành một trong những cái khu đô thị có cảnh quan đẳng cấp và một cái môi trường đáng sống nhất hiện nay, với cái chất lượng không khí rất là sạch. Vào những cái ngày hè nắng nóng ấy, thì nhiệt độ ở cái khu vực này nó thấp hơn ở trong cái khu vực nội đô của Hà Nội cỡ khoảng 2 độ C. Do đó là cứ vào mùa hè chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều người đến đây để cắm trại, để nghỉ mát đấy, sau những cái buổi gọi là đi dã ngoại đấy. Cái chính cái chữ Eco trong chữ Eco Park ấy, nó cũng nói lên điều này đấy. Và ngay ở lối vào đây thì chúng ta cũng dễ dàng quan sát thấy một cái cây cầu bắc ngang qua cái sông Bắc Hưng Hải. Đây là cầu Bắc Hưng Hải với hai bên thành cầu là có những cái cây hoa giấy rất là đẹp. Đấy, vào mùa nó nở hoa ra thì nhìn đây rất là đẹp, và thậm chí là có nhiều người muốn lên đây chụp ảnh cơ. Đấy. Cái khu vực khu đô thị Eco Park này được hoạch định trở thành một cái khu đô thị đa chức năng, và tổng vốn đầu tư của nó lên đến gần 10 tỷ đô la. Trong đó thì có những cái kiểu nhà ở rất là đa dạng, từ những cái căn hộ diện tích nhỏ cho đến căn hộ cao cấp, hoặc là các cái biệt thự thượng lưu, hay là nhà liền kề, rồi nhà phố thương mại, cùng với rất là nhiều cái hệ thống tiện ích phong phú khác. Nhưng mà không chỉ có màu xanh, ý nghĩa thứ hai cũng không kém phần quan trọng trong cái chữ Eco, chính là economy, tức là tính kinh tế. Đấy, tính kinh tế thương mại của cái khu đô thị này. Công ty cổ phần tập đoàn Eco Park
mà trước đây là công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng, hay là tên gọi tắt là Vihajico, đã phát triển Eco Park dựa trên một cái thế cân bằng của cả ecology, tức là sinh thái, và economy, tức là về kinh tế. Và những cái bước đi được chủ đầu tư họ tính toán rất là thận trọng với cái tầm nhìn xa, cho nên là đã nâng tầm được cái giá trị cho cái khu Eco Park này từ một cái khu đô thị xanh trở thành một cái khu đô thị xanh đẳng cấp, nơi mà dân cư ở đây nếu mà về đây ở thì họ sẽ được hưởng rất là nhiều các cái lợi ích, bởi là chất lượng cuộc sống rất là tuyệt vời, và quan trọng nữa là cái giá trị gia tăng của ngôi nhà mà họ sở hữu. Đô thị Eco Park này thì được chia ra thành nhiều các cái phân khu khác nhau. Trong đó thì có thể kể đến các cái phân khu như là Grand Park Premium, tức là các cái tháp căn hộ đẳng cấp. Rồi chung cư West Bay Eco Park nằm ở trong cái phân khu Aqua Eco Park ấy. Rồi tiếp đến có thể nói đến là Eco Grand The Island, tức là biệt thự đảo Eco Park. Thì cái khu biệt thự đảo Eco Park này cũng đang trong quá trình xây dựng. Lát nữa thì quý vị và các bạn sẽ được nhìn những hình ảnh cụ thể ở trong cái khu này. Thế rồi những cái khu biệt thự vườn tùng hay là vườn mai, rồi nhà phố thương mại mặt hồ Grand Marina, và rất nhiều các cái khu khác như là các cái khu căn hộ hiện đại rừng cọ, rồi nhà phố kinh doanh phố trúc, rồi là Grand Park Eco Park, rất là nhiều. Có thể điểm qua một số các cái phân khu như vậy. Bên cạnh đó thì cũng phải kể đến những các cái công trình khác như là các cái sân golf ở đây là sân golf 18 lỗ, và các cái công viên là công viên người ta đặt tên theo mùa, công viên xuân hạ thu đông, rồi hồ điều hòa và rất nhiều các cái thứ khác nữa. Trên màn hình là những hình ảnh của phân khu Aqua Bay. Khu này là rộng khoảng 74 hectare và nó nằm ở hai bên của tuyến đường 379 với cái điểm nhấn là những cái tòa tháp có màu trắng xanh. Phân khu Aqua Bay này nằm ở phía nam của khu đô thị Eco Park và nó giáp với thị trấn Văn Giang. Khu này thì nó được tận dụng cái lợi thế của không gian xanh của cái sân golf ở phía trước này, cộng với lại cái mặt hồ rất là rộng lớn. Đây chính là cái cảm hứng giúp cho cái đơn vị quy hoạch thiết kế là CPG của Singapore đã kiến tạo hai không gian mở của Aqua Bay với tên gọi là Thảo Nguyên và Thủy Nguyên. Aqua Bay có thể nói là một cái dự án quan trọng của Eco Park. Phía bên tay phải của chúng ta thì là khu căn hộ chung cư West Bay Eco Park Residence. Nó nằm ở tại phía tây của cái khu Aqua Bay này. Đấy, phía bên tay phải chúng ta có những cái tòa nhà có cái viền màu xanh. Nó gồm có 4 tổ hợp cái tòa tháp với cái kiến trúc hình chữ V rất là độc đáo. Đấy, mỗi tòa là một cái hình chữ V như thế. Và phần lớn những cái căn hộ này nó có cái hướng nhìn về phía hồ Aqua Bay và nhìn về cái cộng đồng nhà phố thương mại Thủy Nguyên và cái khu biệt thự Marina Waterfront Residence. Khu này thì tương lai nó sẽ rất là sôi động và náo nhiệt. Có thể nói là nếu mà mua căn hộ ở trên cái khu vực này thì cái view của nó rất là đẹp. Và ở cái khu này thì tiện ích nó có sẵn ở trong này cũng rất là nhiều, gồm có các cái khu vườn, cảnh quan, bến xe buýt, rồi phòng gym, trung tâm thể thao 5 sao Sport Arena, và cả bể bơi, nhà trẻ, siêu thị ở dưới những cái các cái tầng dưới của tòa nhà, rồi rạp chiếu phim, và một cái nữa rất đặc biệt đó là cái bãi đỗ xe 7 tầng. Đấy, rất là đẹp.
Chính vì những cái ưu điểm vượt trội như vậy mà hồi năm ngoái đã xảy ra một cái hiện tượng có thể nói là khó tin ở khu vực Eco Park này. Người ta có thể là không lạ với việc là hàng trăm người xếp hàng để mua iPhone, cái loại mà mới ra mắt, hoặc là người ta thức trắng đêm để xếp hàng xin học cho con. Chứ mấy ai mà nhìn thấy cảnh là thức trắng đêm để xếp hàng mua căn hộ giá hàng trăm triệu như là ở Eco Park đâu. Chả thế mà giá nhà ở hai cái phân khu là Thảo Nguyên và Thủy Nguyên đã tăng gấp đôi so với lại 2 năm trước. Tức là nó cỡ khoảng gần chục tỷ một căn, khoảng 200 mét vuông ở cái thời điểm đó. Cách đây một năm nếu mà đi qua khu vực này thì chúng ta thấy là cái con đường 379 nối vào cái khu Aqua Bay này vẫn còn ngổn ngang lắm. Đường nó còn chật và hai bên thì có trồng cây cọ rất là tùm. Chủ yếu là người ta để chắn bụi cho các cái xe thi công vào công trường này. Nhưng mà đến bây giờ thì cơ bản nó đã hình thành lên một cái khu đô thị rất là đẹp rồi. Và cái tuyến đường 379 chạy qua cái khu đô thị này được mở rộng ra, và người ta trồng thêm những cái cây xanh ở hai bên nhìn rất là đẹp. Ở trên màn hình thì quý vị và các bạn được nhìn thấy những hình ảnh của khu biệt thự đảo Eco Park Grand The Island. Đây là một cái khu gọi là cái biệt thự đảo triệu đô đấy. Theo như là thông tin phía chủ đầu tư thì mỗi cái căn biệt thự ở đây nó sẽ là một kiệt tác độc bản, và nó được thiết kế bởi 5 tập đoàn kiến trúc danh tiếng hàng đầu thế giới, và sẽ là cái tuyên ngôn về đẳng cấp, phong cách rất là tinh tế và cái gu thẩm mỹ riêng của từng chủ nhân. Ở phân khu này thì thiết kế theo cái cảm hứng từ đảo cọ Palm Island, một cái danh thắng rất là tuyệt vời ở Dubai. Quần thể biệt thự đảo Eco Park Grand The Island này cũng gồm những cái căn biệt thự mà người ta sẽ xây ở trên những cái dẻo đất nhô ra ở giữa cái vịnh hồ như kia. Đấy. Tức là sẽ có những cái hai cái dãy biệt thự trên một cái dải đất này, xen lẫn là những cái mặt nước của cái hồ nhân tạo này. Điểm này thì cũng khá giống với cả Vinhome Riverside ở bên Long Biên, nơi mà những cái căn biệt thự nó được đan xen với những cái nhánh sông nhân tạo, được thiết kế uốn lượn ở quanh các cái dãy biệt thự này, tạo nên một cái không gian sống mà cũng rất là thanh bình. Đây là những cái hình ảnh ở Vinhome Riverside mà Minh Hải TV mới quay cách đây không lâu. Đấy, là những cái dãy biệt thự nó đan xen với những cái nhánh sông nhân tạo này, và trên đó thì người ta trồng cả cây, do đó thì chủ nhân ở trên này sẽ có cảm giác rất là thoải mái. Tổng diện tích của cái phân khu Eco Park Grand The Island này nó rộng khoảng hơn 60 ha, với một nửa diện tích là mặt nước. Và mỗi cái nhánh đảo ấy được phân cách bởi một cái vùng nước nó rộng khoảng từ 40 cho đến 120 mét. Cho nên là những cái căn biệt thự ở trên các cái dẻo đất đó sẽ có cái cảm giác là rất là riêng tư, chứ nó không bị là nhìn từ bên nọ sang bên kia nó gần quá. Nên người ở trên những cái căn nhà trên đó thì họ có cảm giác riêng tư hơn, bởi vì nó có cái khoảng cách là những cái nhánh sông đó. Một cái điểm rất đáng chú ý là chủ đầu tư đã mạnh tay đặt hàng 3 công ty nổi tiếng quốc tế là CPG của Singapore, Carno của Úc và SCI của Mỹ để thiết kế toàn bộ cái hệ thống mặt nước ở đây thành một cái thiết kế rất là bài bản và chi tiết nhất. Từ độ rộng của mặt hồ là bao nhiêu, cho đến dòng chảy của nước và cái hệ thống xử lý nước tự nhiên. Ở ngay cái khu này, gần cái chỗ phân khu Park River Eco Park này, giáp với sông Bắc Hưng Hải, thì nó có một cái khu nó gọi là Westland. Tức là cái khu xử lý nước tự nhiên ấy. Westland. Và tất cả đều được xây dựng và vận hành đáp ứng những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất của Nhật, của Mỹ và của Singapore, để tạo nên một cái đẳng cấp vượt trội của cái khu biệt thự đảo này. Toàn bộ mặt nước của Eco Park Grand The Island này được thiết kế với cái vịnh thủy Aqua Bay, và nó là một cái hệ thống ống ngầm nối liền đến cái khu wetland đó, tạo thành một cái vòng khép kín, xây dựng theo cái mô hình chuẩn mà được mua bản quyền từ Đan Mạch do công ty CPG của Singapore, Carno của Úc thiết kế.
Để tạo cái dòng chảy cho cái hệ thống mặt nước ở trong khu vực này thì tại từng cái khu vực được thiết kế giật cấp với nhiều các cái độ cao khác nhau. Và từ vùng cao nhất giáp với chỗ sông Bắc Hưng Hải là vùng wetland ấy, được nước nó sẽ được lưu thông xuống khu biệt thự đảo này và vòng qua vịnh Aquabay rồi lại dồn về cái khu vực vịnh liền kề với cả cái sân golf 18 lỗ đấy. Tại đây thì cái hệ thống bơm, người ta lắp một cái hệ thống bơm rất là hiện đại, sẽ đẩy dòng nước theo cái ống ngầm ngược trở lại cái khu wetland và hoàn thành một cái vòng tuần hoàn. Cái việc mà tạo dòng chảy cho nước là rất là quan trọng, bởi vì cái sự luân chuyển liên tục thì nước nó mới có khả năng tự làm sạch và nó tránh được cái sự bùng phát của các cái loại tảo, mà đó chính là cái nguyên nhân mà gây ô nhiễm cho những cái khu mà ao tù nước đọng này. Thì ở cái khu biệt thự đảo này cũng được lấy từ những cái nguồn rất là tự nhiên, như là nước mưa hay là nước từ đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải. Sông Bắc Hưng Hải thì cũng lấy nguồn từ sông Hồng. Và cái dòng nước tự nhiên đó nó có lợi thế là nó giàu vi sinh vật và nó không chứa những cái hóa chất có cái khả năng nó cải tạo cái môi trường sống. Và cái điểm bí mật của cái khu vực này là cái hệ thống làm sạch nước của khu biệt thự đảo này chính là khu wetland. Thay vì chỉ cần bỏ ra một cái diện tích nhỏ để xây một cái nhà máy xử lý nước cưỡng ép bằng hóa chất và cơ khí, thì bên chủ đầu tư Eco Park này họ đã dành hẳn một cái diện tích đất rộng tới 5 hectare để mà áp dụng cái công nghệ xử lý nước sinh học hoàn toàn là tự nhiên. Họ sử dụng những cái loài cây như là các cái loài cây thủy sinh có cái tác dụng lọc nước ấy, như là các cái cây thủy trúc này, cây bèo tây này. Đấy, tất cả những cái cây này đều được lựa chọn theo thiết kế do những cái chuyên gia danh tiếng người Nhật và của công ty SCI của Mỹ thiết kế. Và cái nguồn nước sau khi mà chảy qua cái hệ thống chỗ khu wetland ấy thì sẽ được làm sạch tự nhiên, còn lại bùn đất rồi các cái chất bẩn rồi kim loại nặng các thứ thì nó sẽ được chính những cái cây cỏ, những cái cây thủy sinh đó lấy để làm chất dinh dưỡng để phát triển. Đấy là một cái điểm rất hay của cái khu vực này. Có thể nói Eco Park là một cái khu đô thị đầu tiên và duy nhất hiện nay ở tại Việt Nam áp dụng cái hình thức mà xử lý nước đặc biệt này ở một cái diện tích lớn đến như vậy. Cái khu hồ sinh thái wetland nó là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái tâm lý và tầm nhìn của chủ đầu tư tập đoàn Eco Park trong cái việc là kiến tạo một cái môi trường sống sinh thái trọn vẹn và đẳng cấp. Hiện tại thì Eco Park cũng đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện, cho nên là chúng ta cũng chưa thấy hết được cái vẻ đẹp của cái phân khu biệt thự đảo này. Nhưng khi mà hoàn thiện thì sẽ hoàn toàn khác. Theo như là thông tin được biết thì trong thời gian tới, tập đoàn Eco Park họ cũng sẽ đầu tư đa ngành vào các lĩnh vực như là giáo dục, y tế hay là nông nghiệp sạch, rồi công nghệ cao, du lịch, vui chơi giải trí và rất là nhiều các cái ngành nghề khác nữa. Đồng thời là họ vẫn giữ thế mạnh hiện có là đầu tư và phát triển đô thị chuyên nghiệp theo cái xu hướng bất động sản xanh, mở rộng cái phát triển mô hình Eco Park ở trên cả nước. Năm 2018 ở tại lễ trao giải International Property Awards, tức là IPA, giải thưởng bất động sản quốc tế, thì Eco Park đã nhận được cái danh hiệu là khu đô thị tốt nhất Việt Nam, nhờ được cái lợi thế về vị trí và các tiện ích rồi không gian sống. Đó là những cái điểm rất là ưu thế của Eco Park và nó cũng đã góp phần giúp cho họ đạt được cái giải thưởng này. Trong khoảng một thập kỷ phát triển trở lại đây thì Eco Park cũng đã liên tiếp nhiều năm liền đoạt được cái giải thưởng của IPA như là thiết kế cảnh quan khu đô thị tốt nhất thế giới, đạt được vào năm 2015. Giải thưởng khu đô thị phức hợp tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2015 hay là giải thưởng khu đô thị phức hợp hàng đầu Việt Nam vào năm 2017. Hiện nay thì chủ đầu tư của Eco Park, công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng Vihajico vừa mới bổ nhiệm tổng giám đốc mới và đổi tên thành là công ty cổ phần tập đoàn Eco Park, và họ cũng sẽ hướng tới là mở rộng các cái ngành nghề kinh doanh. Đó là những thông tin mà Minh Hải TV xin được bổ sung thêm. Tới đây thì Minh Hải TV xin tạm dừng video tại đây. Nếu mà nói về Eco Park thì có lẽ còn rất là dài.
Quý vị và các bạn có những ý kiến riêng hay là góp ý cho Minh Hải TV, xin hãy để lại ở phần dưới phần bình luận của video này. Minh Hải TV xin cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên là nhấn nút đăng ký, cộng bấm thêm quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Minh Hải TV. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.